Làm cha mẹ, ai cũng mong con cái được vui vẻ và hạnh phúc. Chính vì vậy, những hờn dỗi, khóc lóc, la hét của con luôn khiến cha mẹ nhức đầu. Bạn ngại phải từ chối con, bạn không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của con, bạn không muốn gia đình mất vui. Bạn băn khoăn không biết đâu là cách hợp lý để xoa dịu con và giúp con vượt qua những cảm xúc này. Gần đây nhất thì có một cái trường hợp đó là mình đưa sữa cho bé uống đó. Thì trong lúc đó là như cái hộp sữa nó bị rơi mất cái ống hút. Thì khi mình đưa cho bé thì đây là sữa của con này, con uống sữa đi. Rồi thì bé mới, lúc đó là trước đó chắc có vẻ gì đó không vui hay sao không biết nữa. Thì nói là sao mày kỳ quá, mày đưa cho con hộp sữa mà không có ống hút sao không uống. Thì bé cũng bướng nữa. Thì mình cũng nói là không có được nói với mẹ bằng cái giọng nói gắt gỏng như vậy là hổn, con hiểu không? Con phải sửa cái tính đi, tại vì con là con gái, mình không muốn con mình có một cái tính là hay nổi nóng, hay nổi nóng hoặc là hay nổi cọc như vậy. Quyên đã từng gặp câu chuyện vậy chưa? Dạ, em nghĩ là phụ huynh nào cũng sẽ gặp những cái tình huống khi mà bé không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình, dẫn tới cái việc là bé sẽ trao đổi một cách thiếu kiên nhẫn với lại phụ huynh. Thật ra em sẽ đứng về cô bé ở trong cái tình huống này. Dạ, tại vì từ bé đó cho tới lớn luôn á, thì mình là một con người, mình sẽ phải học cái cách tiếp nhận và điều khiển cái cảm xúc của mình. Do đó đối với một em bé từ 5 tới 7 tuổi đi, nó sẽ là những cái bước đầu tiên trong cái việc mà điều tiết cảm xúc đó. Cho nên là sẽ có những lúc mà bé sẽ chưa có làm tốt. Có thể bé đang nói cho mẹ biết là cái điều mà bé muốn là cái gì và tại sao cái điều đó nó không có được làm cho nó hoàn hảo. Thì những cái bạn mà thích những cái chi tiết chính xác và hoàn hảo đó thường thường có khuynh hướng lãnh đạo rất là tốt. Cái điểm mà các bạn này sẽ phải học là lắng nghe. Bạn phải học được rằng là nếu như bạn không có lắng nghe và cho cái ý kiến của mình một cách ôn hòa và tôn trọng thì bạn có thể là thứ nhất dễ mất đi những cái mối quan hệ tốt đẹp. Cái thứ hai là bạn sẽ gây những cái tổn thương mà sau này bạn sẽ khó có cơ hội để mà làm lại. Vậy nếu như mà con trai của Quyên á mà bạn có phản ứng vậy thì Quyên sẽ hướng dẫn con như thế nào? Dạ, thật ra thì con trai cũng như con gái thôi đều cần phải bình tĩnh. Dịu dàng thì em không có nói, tại vì có nhiều bạn nữ sinh ra là không phải là cái tiếp dịu dàng nhẹ nhàng. Đồng ý. Ví dụ như Michelle Obama, cựu đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, được gọi là angry woman. Thì angry woman có nghĩa là một người phụ nữ giận dữ, nhưng mà làm sao vẫn rất là tiếp sức được cho chồng, vẫn rất là thành đạt và vẫn là một cái nguồn cảm hứng cho nữ giới ở trên thế giới để mà phát triển. Chính xác, như chị nói là tại vì con là con gái. Nhưng mà thật sự ra cả trai cả gái cũng vậy, khi mà gặp điều không như ý thì cũng nên tập cho cháu tính bình tĩnh, chứ không cứ là phải con gái là phải chịu dàng, đồng ý không? Dạ. Đồng ý, yeah. Dạ thì cái chuyện mà kiểm soát được cơn giận dữ để mà đối diện với nó một cách tích cực, ôn hòa, giải quyết làm sao để cho cả hai bên đều cảm thấy được tôn trọng là cái điều mà chính mình chỉ công nhận không, mình cũng phải học và mình cũng phải cố gắng làm tốt mỗi ngày cho tới khi mình lớn, cho tới khi mình già luôn. Dạ. Thì giúp cho con á, từ lúc 2-3 tuổi á, là lúc tuổi mầm non á, là mình sẽ giúp cho con đối diện với cảm xúc đấy. Tại vì em bé thì nó chỉ biết khóc thôi, nó chỉ biết hét lên khi nó giận hoặc tấn công người khác khi nó giận thôi, đó là bản năng, không có gì ngạc nhiên hết. Thì mình sẽ nói cho con biết, con đang giận á, con đang tổn thương phải không, con đang thấy buồn đúng không, hay con đang thấy tức giận. Đúng thì rồi. Khi con nhận ra những cái cảm xúc đó, nếu con đang buồn con nói cho mẹ nghe cảm giác buồn nó là cái gì, vì sao chỉ có cái ống hút nó không có trên hộp giống con mà con không chủ động để con đi tìm ống hút được, như là một phần giải pháp với mẹ. Và con lại nghĩ là mẹ là giải pháp của con lại nghĩ là mẹ là giải pháp của con. Thì một bé 5-6 tuổi là đã tới lúc bé đi tự đi kiếm cái ống hút hoặc là tự đi kiếm một cái gì đó cho bé, và thậm chí uống sữa cũng là trách nhiệm hoặc là niềm vui của bé rồi. Có nghĩa là cái đó không phải giao tiếp không, mà thông qua đó chỉ cho bé cách tự lập luôn đúng không? Dạ đúng. Thì khi bé, nhiều khi có nhiều em chưa có cái kỹ năng giải quyết vấn đề đó, cho nên em còn có một cái sự bực mình với cái chuyện là cái hộp sữa nó không có cái ống hút, bây giờ làm sao, nói sao cho người lớn hiểu, nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia. Những người cầu toàn như vậy cũng là những cái người hay đó chị. Đúng rồi. Dạ. Mình rất là đồng ý với Quyên trong câu chuyện này, mình đứng về phía em bé.
cũng rất là chia sẻ với chị Xuân Hương, vì trước đây mình đã gặp một câu chuyện, chính xác câu chuyện của chị luôn. Để mình chia sẻ câu chuyện đó cho Queen, là khi mà mình đi đón con mình á, thì mình hay đi sớm một chút xíu để cho bé có thời gian chơi ngoài sân với bạn. Thì khi mình quan sát bé chơi trong cái sân chơi trong trường á, thì mình thấy bé nói với bạn như này: bạn không làm như vậy, bạn nên làm như vậy, bạn này làm như vậy, bạn phải làm như vậy, cái này bạn phải làm cái này. Xong rồi mình thấy bé đứng chỉ đạo. Ngay cái khoảnh khắc đó, mình nhận ra hình ảnh mình ở trong bé. Thì mình mới nhận ra là khi mình dạy con á, thì mình đang đứng ở vị trí người mẹ. Mình dạy cho con là à, con phải làm vậy mới đúng, phải làm vậy mới đúng. Nhưng mà bé thì chỉ nghĩ đơn giản là à, khi người khác không đúng, hoặc là khi người khác chưa hiểu, thì mình phải hướng dẫn người khác như vậy. Thì từ cái khoảnh khắc đó mình đổi lại ngay. Thì khi mà bé không hiểu, cái mình biến thành một người bạn của bé. Mình nói cái này nên làm sao cho tốt ta. Tại vì khi mình nhận ra bé khi chơi trong vườn trẻ vậy á, các bạn không có thích bé, các bạn không có thích bé. Các bạn thấy này, trời ơi, sao bé này nó cứ ra lệnh cho mình hoài, đâu có ai thích bị ra lệnh đâu. Thì có một cái câu tục ngữ mình thấy rất là hay, người ta nói vậy nè: trái táo không có rụt được quá xa cây táo, các bạn ạ. Có nghĩa là con của chúng ta nó sẽ hành xử giống như chúng ta mà chúng ta không có nhận ra. Nên thành thử ra là trong cái trường hợp của mẹ Xuân Hương á, thì mình rất là chia sẻ vì mình đã gặp một cái chuyện y chang như vậy. Thì sau khi mình đổi vậy á, thì mình thấy từ từ bé có nhiều bạn bè hơn. Và vì bé không có kiểu ra lệnh cho bạn nữa, mà bé mềm mỏng, thì thay vì khi mình dạy con á, thì có rất là nhiều cách để dạy. Mình có thể nói cho con biết, mình có thể chỉ dạy con. Nhưng mà trải qua có con 8 năm thì mình phát hiện ra một cái cách là mình hãy để cho con trải nghiệm. Mình hãy để cho con trải nghiệm. Thì bản thân mình cũng giống như chị Xuân Hương vậy đó. Nếu mà không có cái câu chuyện mà mình đi đón con và nhìn thấy cách của con mà chơi với các bạn ngoài sân trường, là mình cũng không có nhận ra được là cái mình thu nhỏ chính xác, ở trong bé. Chính xác. Thật ra là bé rất là gần gũi với lại là bố mẹ, cho nên là những cái hành xử mỗi ngày của bố mẹ nó chính là đọng lại trên bé. Tuy nhiên cái cách của bé thu thì bé sẽ thu theo cách riêng của bé. Thì mẹ sẽ thấy là cái chuyện ống hút là chuyện nhỏ, nhưng mà cái chuyện mà con mà phản ứng vậy là chuyện lớn. Tuy nhiên bé chỉ thấy đơn giản là khi mình gặp chuyện không như ý là mình sẽ phải nói ngay: tôi không đồng ý cái này, tôi không đồng ý cái kia. Tại vì mẹ cũng vừa mới phản ứng tức thì cho bé vậy mà, mẹ cũng nói là tại sao con nói vậy, con nói vậy là hỗn. Thì bé sẽ thấy là à, khi mà mẹ gặp chuyện không như ý cái mẹ giận, thành ra là bé cũng đang phản ứng y chang. Nên thành ra trong trường hợp đó thì mình có thể lựa chọn là mình sẽ nói là à, con ơi, khi con nói vậy á, thì nếu con nói nhờ mẹ đi lấy ống hút mẹ sẽ vui hơn. Và khi con nói vậy mẹ sẽ buồn, mẹ sẽ buồn. Thì ngay lúc đó bé sẽ hiểu ngay cái cảm xúc là nếu mình nói vậy người kia buồn. Và bé thấy là tuy là bé nói những điều không có hợp lý, nhưng mẹ vẫn bình tĩnh để mà giải thích lại cho con. Là bé sẽ nhận ra ngay là à, mình có lựa chọn khác. Thì khi mình làm như vậy bé sẽ tự trải nghiệm câu chuyện đó trong cuộc sống. Và bé sẽ thấy có sự uyển chuyển hơn. Bé thấy có nhiều lựa chọn cho một tình huống, thay vì là chỉ có một tình huống là la lên tại sao không có cái này, tại sao không có cái kia. Thì mình thấy như vậy có lẽ là các bà mẹ cũng sẽ thư giãn hơn. Khi mà Jason nổi nóng hoặc là tức giận và nó có những cái phản ứng có thể nói là không có quá đáng, nhưng mà nó lại là cái điều không có nên. Ví dụ như bé sẽ giận quá, bé sẽ nói fine, có nghĩa là được thôi. Nhưng mà thật ra sâu xa là không có thích. Dạ, thì cũng có cái mức cho bé. Tức là nếu mà một con người mà mình bắt triệt tiêu hết tất cả cảm xúc, không có nóng giận, không có gì không hài lòng, thì chắc là không thể. Đúng rồi, chắc là ở trẻ rồi. Em không làm được nên em chưa dám bắt con em làm. Yeah. Thì em cho một cái giới hạn như thế. Những cái cử chỉ, những cái nói như là fine mommy, con không có thấy vui nhưng mà con cũng sẽ làm. Fine mommy, con hiểu rồi, lần sau con sẽ sửa. Nó cũng cần giữ một chút cái thể diện của người đàn ông ở trong nó nữa. Đúng rồi. Cho nên là cái đó thì em bỏ qua. Nhưng mà ví dụ phản ứng ngược lại là đóng cửa cái rầm, đi ra khỏi phòng. Con không thích, con đóng cửa cái rầm, con dậm chân, con trợn mắt. Thì cái đó lại là
những cái hành động chưa có được chín chắn lắm của bé. Do đó là mình cũng sẽ nói chuyện với bé. Chính xác. Dạ. Thì thường thường á, đối với mẹ và bé rất là dễ nói chuyện và cảm thông với nhau, vì nó có một cái tình yêu thương. Dựa trên ngôn ngữ yêu thương để mà nói chuyện với bé như chị là một cái cách tốt nhất. Nói cho bé được cái cảm xúc của con và cái cảm xúc của mình, là người thân thương nhất bên cạnh bé, đón nhận những cái lời đó, mình cảm thấy tổn thương, mình cảm thấy buồn lòng, trái tim mình không có ổn như thế nào. Thì con nó rất là tự nhiên, nó sẽ nhớ cái điều mà nó làm chưa có tốt hôm nay, đã làm cho mẹ buồn ra sao. Cho nên khi mình có một cái tổn thương á, mình nói con nhìn vô mắt mẹ đi, mắt mẹ có vui không, con có nên làm như vậy với mẹ không, tự bé sẽ có câu trả lời bài học cho bé. Yến rất là đồng ý với Quyên chuyện này, là vì á, là thật ra mỗi bà mẹ sẽ có một cái mong muốn dạy con mình khác nhau, đúng không? Ví dụ như có bà mẹ thì muốn là con mình yêu thương, có bà mẹ muốn con mình là nói rõ, nhưng mà chắc chắn là bà mẹ nào cũng muốn con mình bình tĩnh. Thì bà mẹ nào muốn lựa chọn nào cũng được hết. Yeah. Chỉ là mình chính là cái lựa chọn đó cho con cùng trải nghiệm. Yeah. Quyên đồng ý cái đó không? Dạ yeah, đúng. Thì có ba cái kỹ thuật khi mà con giận mà mẹ chia sẻ cho con, đó là hít thở sâu. À, cái này giống Yến. Con chuẩn bị nói những lời được gọi là bad words, những lời không hay về người khác, thì con hít thở sâu. Con hít thở đi, 1, 2, 3. Nếu con vẫn muốn nói lời đó thì chắc là con nên nói. Cũng có những cái bài học mình phải đưa ra những cái nhận xét chân thành, mình phải chia sẻ với bạn của mình để bạn tốt hơn. Còn mà con đếm 1, 2, 3 mà con thấy nó không có đáng nữa thì con bỏ đi. Khi mà con chuẩn bị nóng giận mà con thấy trong đầu con giống như trái tim của con giống như có lửa trong đầu con, như bốc khói ở trong phim hoạt hình ấy, thì con đi ra ngoài. Đi xa cái nhân vật gây cho mình giận. Dạ. Thì em nói là con đi ra ngoài, con không đóng cửa cái rầm, con cũng không được liếc một cái con đi ra ngoài. Các bạn sẽ hiểu là con cần một khoảng cách, một khoảng không để con coi lại thử coi cái gì là con nên nói. Tuyệt vời. Còn kỹ thuật nào nữa không? Và kỹ thuật cuối cùng là con tự hỏi con á, nếu là con thì con sẽ làm sao? À, đúng rồi, kỹ thuật cuối có vẻ rất là quan trọng. Ồ, mình rất là thích những cái kỹ thuật của Quyên, tại vì những kỹ thuật của mình áp dụng cho con mình cũng tương tự như vậy. Mình có nói bé là con hít thở sâu, con thấy vẫn còn đang giận thì con hãy uống một ly nước. Sau khi con uống ly nước rồi, con bình tĩnh thì con thể hiện cái giận đó ra với thái độ bình tĩnh. Thế là thỉnh thoảng bé cũng làm được. Và có một lúc mình nói nhé, con nhớ hít thở sâu nghe, con không muốn hít thở nữa. Không thể thở nữa. Không thể thở được nữa. Thế thỉnh thoảng bé cũng nói với mình là mẹ đừng đụng vào con. Hiện tại bây giờ con đang cần bình tĩnh. Sau khi con bình tĩnh xong con sẽ nói với mẹ. Thì khi mình nghe gì đó mình rất là vui. Là vì mình thấy là bé có nhận diện được cái cảm xúc của bé là đang rất là giận. Và bé cũng biết quản lý cái cảm xúc của bé là bé cần bình tĩnh. Xong rồi sau đó bé nói, vẫn rất là giận, nói mẹ làm như vậy con rất là giận, và con đề nghị là mẹ không làm vậy nữa, mẹ có thể làm như thế này, như thế này, như thế này. Thì thật sự ra đối với mình như vậy rất là tuyệt vời. Thì khi mà bé học được cách điều tiết cảm xúc để những cái lời chân thành đó nó không mang tính sát thương nữa thì là tuyệt vời. Đúng rồi. Yeah. Những cái cảm xúc giận dữ, vui, buồn, cô đơn hay là gì đó là những cảm xúc rất là có thật của con người. Và nếu mà mình nhìn nhận và ghi nhận cảm xúc đó thì mình mới chuyển hóa nó được thành những cái điều tích cực mà mình muốn. Cho nên là bản thân mình, bố mẹ cũng vậy, mình cũng giận đùng đùng, thỉnh thoảng có khi vậy, đúng không? Mình ra sao nói con mình là không có giận được. Cho nên điều quan trọng ở đây là giúp con nhận diện được những cảm xúc tiêu cực. Và chắc là cũng học lâu đó Quyên ha. Mình đúng rồi, mình xác định là với chồng mình là dạy con ít nhất 18 năm.